cũng có một chút lo lắng, bởi vì là tới những cái nơi đó thì cái khả năng lây nhiễm cũng rất là cao, và rõ ràng là người thân mình đôi khi mình cũng phải giấu. Em choáng ngợp trước những cái sân khấu mà ở các cái khu cách ly, vì là cái khoảng cách an toàn giữa bệnh nhân và những người tham gia tình nguyện làm cái khoảng cách rất là xa, và âm thanh thì không có được như là những cái chương trình lớn, đôi khi chỉ có một cái loa kẹo kéo thôi. Thành phố mình thì luôn luôn là như vậy, hào sảng, ngập tràn yêu thương ở mọi lúc mọi nơi. Khi mà chúng ta khó khăn thì chúng ta lại càng nhân lên cái lòng nhân ái, luôn luôn phải mặc cái bộ đồ bảo hộ đó trên người, và mỗi lần được mở cái bộ đồ đó ra là vắt ra là nước không à, mồ hôi nguyên một ngày, tay chân thì tái xám hết và nhăn nheo hết. Em cũng có thấy được cả những giọt nước mắt nữa, những giọt nước mắt của những người mẹ, những người chị chạnh lòng khi mà trong thời gian mà xa cách chồng con, giây phút đó mình cảm thấy thương lắm. Mình xem đó giống như là những người thân của mình vậy đó, như là những người chị, những người mẹ của mình. Ánh xin trân trọng kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sài Gòn Ta Thương được phát sóng trên kênh YouTube MCD Media vào lúc 20 giờ ngày thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Chúng ta hôm nay sẽ gặp gỡ và giao lưu cùng với nam ca sĩ Nguyễn Phi Hùng. Anh cũng là một thành viên trong đội tình nguyện viên nghệ sĩ trong mùa chống dịch này. Xin chào Nguyễn Phi Hùng. Chào chị Ngọc Ánh. Nguyễn Phi Hùng, chàng ca sĩ được đông đảo người mến mộ và yêu thích bởi vẻ ngoài đẹp trai, chất giọng trầm ấm dịu dàng của chàng trai Hà Thành, nam tiến để phát triển sự nghiệp ở giai đoạn những năm 2000. Nguyễn Phi Hùng đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể trong công việc của mình. Hơn 20 năm sống trên mảnh đất Sài Gòn, Nguyễn Phi Hùng đã mang ơn mảnh đất này, mang ơn những con người nơi đây. Cũng chính vì lẽ đó, ngay lúc này khi Sài Gòn bạo bệnh, Nguyễn Phi Hùng đã cùng rất nhiều anh chị em tình nguyện viên nghệ sĩ đã cùng nhau mang đến bà con, những người đang chiến đấu với Covid tại các bệnh viện dã chiến, những lời ca tiếng hát như những liều thuốc tinh thần để mọi người cùng vượt qua đại dịch. Phi Hùng xin được gửi đến những khán giả đang theo dõi chương trình. Và ngày hôm nay thì cũng là một cái dịp mà Phi Hùng rất là vui khi được gặp gỡ chị Ngọc Ánh, cũng như là được chia sẻ thật nhiều những tình cảm của mình với Sài Gòn thân thương. Và để thay cho lời chào đầu tiên thì cho phép Hùng gửi đến một bài hát mà Phi Hùng mới sáng tác để dành tặng cho mảnh đất thân thương này. Ca khúc có tựa đề là Sài Gòn gửi những niềm thương. Chị ấy nghe nhá. Sài Gòn chợt nắng chợt mưa, yêu thương nói sao cho vừa, nhớ phố đông tấp nập dòng xe, bước chân rộn ràng sớm khuya. Sài Gòn có những nụ cười ấm áp chứa chan tình người, vượt qua muôn ngàn gian khó, gửi trao yêu thương khắp nơi. Kìa ngày mới đã đến rồi, bình minh hé rạng chân trời, bỏ lại ngày buồn đã qua, niềm tin yêu dâng lên thiết tha. Sài Gòn những ngày bão giông, bên nhau vững tin một lòng, để bao nụ cười nước mắt thành lời ca vang mãi trong lòng. Sài Gòn trong tôi, Sài Gòn mến yêu. Hay quá. Không mới sáng tác hả? Dạ, đây là những cái cảm xúc mà trong những ngày vừa rồi em thấy được là Sài Gòn mình đã trải qua rất là nhiều những biến cố, nhưng mà bên trong đó là một cái tình người rất là rộng mở. Vì thế cho nên là em viết bài hát này như là một lời tri ân để gửi đến thành phố thân thương này. Rất là cảm ơn em với những cái lời hát rất là dễ thương và chân thành. Em đã đến với mảnh đất Sài Gòn này từ bao lâu rồi? Em gắn bó với mảnh đất này được hơn 20 năm rồi. Bắt đầu là một diễn viên múa và em vào đây để lập nghiệp. Sau một thời gian trở thành một diễn viên múa của đoàn Ballet Tháng 10 thì tình cờ lại có một dịp mà công ty tài năng mới tuyển ca sĩ.
Và lúc đó thì em cũng chưa có là một người biết hát đâu chị. Trong một cái chuyến đi tình cờ đi hát chung, đi vui chơi mọi người hát karaoke với nhau á, thì người quản lý mới phát hiện ra cái khả năng của em và mời em với vai trò là ca sĩ. Em không có dám nhận lời bởi vì em là một người rất là nhút nhát, em rất là e ngại đám đông nữa. Nhưng mà qua một cái thời gian á, khi mọi người thuyết phục mình và cũng cho mình đi tập luyện với những chuyên gia, những người giảng viên về thanh nhạc á, thì em mới dần dần lấy được sự tự tin và cũng biết là mình có thêm cái khả năng mới, đó là bên thanh nhạc. Đó, em thấy không, cái gì cũng phải có cái duyên hết trơn á. Nhiều khi là cái nghề chọn mình á. Cái hành trình của em khi em đến đến Sài Gòn này và em dấn thân vào con đường showbiz cũng như là làm ca sĩ, em có những khó khăn gì? Thực sự đối với em thì khi mà bước vào một lĩnh vực mới thì đó rất là nhiều khó khăn, bởi vì là mình cũng chưa có một cái khái niệm nào mà rõ ràng về bên thanh nhạc hết. Cho nên là giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mà em phải vượt lên chính mình. Là một người nghệ sĩ, ngoài cái tài năng, ngoài cái chuyên môn về thanh nhạc, ca hát thì mình vẫn phải có những cái hành trang trong kỹ năng giao tiếp nữa. Mà lúc đó thì trong cái khung của em là một người rất là nhút nhát, khi mà thấy đám đông là em sợ. Những ngày đầu tiên mà bước lên sân khấu đối với em hồi hộp lắm chị ạ. Nhất là cái show diễn đầu tiên á, khi mà đứng trước 3.000 khán giả ở sân Nhà Văn hóa Thanh niên á, thì chị biết là cái tim của em nó muốn nổ tung ra luôn. Và đúng hôm đó là trời mưa mà khán giả tới ủng hộ quá đông luôn. Và đó cũng là lần đầu tiên em bước lên sân khấu. Nhắc lại thì em vẫn còn thấy cái tim mình nó đang đập loạn nhịp luôn chị. Hồi hộp lắm, nhưng mà sau cái buổi biểu diễn đó thì cũng có những cái lời góp ý, có những lời khen chê, nhưng mà hơn hết thì em lại được nhìn rõ hơn về bản thân mình. Về chuyên môn thì không phải một ngày một giờ mình có thể hoàn thiện kỹ năng để trở thành ngôi sao được, mà tất cả đều cần phải có một cái sự chịu khó và một cái sự quyết tâm và yêu nghề. Thì em luôn luôn mang cái hành trang đó để mình mỗi ngày mình lại học hỏi thêm từ những người thầy cũng như là những người anh chị đồng nghiệp. Và trong cái hành trình đó thì cũng có rất là nhiều người đã tiếp lửa cho em, như là các thầy cô giáo, như là anh Ngọc Sơn. Trong cái hành trình làm âm nhạc thì em vẫn luôn luôn nhớ đến những cái người đi trước, như là những tấm gương, những người truyền lửa giống như là chị Ngọc Ánh rồi đó. Em cũng là người hâm mộ chị từ cái lúc còn nhỏ xíu, lúc mà chưa đi hát nữa. Bên cạnh đó nữa thì em cũng luôn luôn tâm niệm một điều là mình phải chân thành và phải tôn trọng cái tình yêu của khán giả và xem đó giống như là cái động lực. Bên cạnh cái những cái thuận lợi thì em có những khó khăn nào? Khó khăn thì rất là nhiều, nhất là những ngày mà em vào đây lập nghiệp á, lúc mà em chưa trở thành ca sĩ, lúc đó em vẫn là một diễn viên múa và là một cái người thầy giáo đi dạy cho các trung tâm cũng như là các cái khóa học về 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 căn bản múa ba lê á. Lúc đó thì công việc nó chưa có nhiều và có những lúc em cũng cảm thấy là mình chơ vơ, mình lạc lõng giữa cái thành phố náo nhiệt tấp nập này, mình không có được nhiều cái show diễn cũng như là không có nhiều bạn bè để chia sẻ. Cho nên là những phút đó mình lại chạnh lòng, giây phút này thì mọi người đang ngồi quây quần với nhau còn mình thì vẫn lạc lõng ở một cái nơi xa. Thế cho nên là những giây phút đó mình rất là dễ yếu lòng, nhưng mà khi mà nhận được những cái lá thư từ quê nhà thì em cũng cảm thấy mình có cái động lực. Gia đình luôn luôn là một cái điểm tựa để những cái lúc mà em vấp ngã, gia đình luôn 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 là một cái người nâng đỡ mình lên. 20 năm trước em là một chàng trai thanh niên trẻ, khi em đặt chân đến đất Sài Gòn này em có những kỷ niệm gì? Quả thực là lần đầu tiên mà đặt chân đến thành phố thì em bị choáng ngợp bởi vì cái mật độ xe và người quá đông, và lúc đó thì em bị ngộp luôn á. Em đang ở ngoài Hà Nội, một cái không gian rất là thâm trầm này, tĩnh lặng này, bạn bè cũng rất là nhiều nữa, nhưng mà vào đây thì hoàn toàn thay đổi cuộc sống của mình hết. Mình bị ngộp bởi vì là một cái sự tấp nập đó, và lúc đó thì thấy nhớ nhà vô cùng. Trong cái lúc nhớ nhà đó thì mình lại có cái niềm vui, đó là mình lại gặp gỡ được những cái người bán hủ tiếu đầu đường hay bán bánh canh đầu đường, thì mình lại cảm thấy là sao những con người này sao thấy thân thương quá, bởi vì họ dành cho mình một cái tình cảm mà rất là ấm áp, giống như là người nhà vậy. Từ những cái bữa ăn, từ những cái lời hỏi han thì mình mới phát hiện ra một điều là Sài Gòn không chỉ tấp nập mà sâu trong đó vẫn còn rất là nhiều những cái nơi để cho mình có thể tựa vào được, nhất là những cái điểm tựa về tinh thần. Những cái giai đoạn khó khăn đầu tiên thì em vẫn luôn nhớ đến những cái người nghèo, những người khó khăn, những người có thể bán hủ tiếu gõ, có thể bán bánh canh đầu đường thôi, nhưng mà họ vẫn luôn trao cho mình những cái yêu thương. Càng gắn bó với thành phố thì em lại càng yêu hơn những cái sự mộc mạc giản dị đó. Em sống ở đây, em làm việc ở đây và em thành danh ở đây. Em có những tình cảm dành cho đất Sài Gòn này và những cái cảm xúc của em như thế nào khi em nhìn thấy Sài Gòn dạo này
đang bị bệnh và phải ngủ sớm. Thành phố này đã bao nhiêu lâu nay luôn luôn tấp nập và là gọi là thành phố không ngủ. Nhưng mà ngay trong giai đoạn này, thành phố đã trải qua những cái biến cố mà chúng ta đều không mong muốn. Mình cảm thấy rất là xót xa và đau lòng khi cuộc sống nó trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Những cái phận đời thì luôn luôn nằm trong một cái tình trạng báo động, chỉ cần chậm trễ một ít phút thôi là có thể ra đi mãi mãi. Ngay trong cái giai đoạn khó khăn này thì em lại thấy được ở trong đó là tình người, là sự yêu thương. Tự mỗi người dân cũng đã san sẻ cho nhau những cái tình thương, và những cái nhóm từ thiện, những cái tổ chức cũng hoạt động hết công suất. Và em cũng đã cùng với các bạn có dịp để đến với các khu cách ly hay là tặng quà, thì lại càng cảm thấy yêu hơn những cái người ở nơi tuyến đầu. Khi mà trong giai đoạn cam go này thì có rất là nhiều những y bác sĩ phải gác lại chuyện riêng, tập trung giúp cho các bệnh nhân được phục hồi. Và mới đây thì em có nhận được một cái tin của một cái người y bác sĩ mà đang chữa bệnh Covid cho các bệnh nhân. Cô ấy cũng ở trong bệnh viện mấy tháng rồi, chỉ có một cái trường hợp đặc biệt cho nên là cô ấy phải trở về nhà, đó là chồng của cô mất. Khi mà nghe được những cái lời đó thì em cảm thấy vô cùng là xót xa. Chỉ có trường hợp đặc biệt mới có thể về nhà được ít ngày, sau đó lại trở lại với công việc. Cô cũng kể cho em những cái khó khăn khi mà hoạt động trong công việc mà chăm sóc bệnh nhân á, luôn luôn phải mặc cái bộ đồ bảo hộ đó trên người, và mỗi lần được mở cái bộ đồ đó ra là vắt ra là nước không, mồ hôi nguyên một ngày, tay chân thì tái xám hết và nhăn nheo hết. Lúc này thì không còn quan tâm đến sắc đẹp nữa, mà chỉ mong sao là bệnh nhân mau được khỏe để bình phục trở về với gia đình. Đây là những cái điều mà em cảm thấy là muốn tri ân thành phố, tri ân những con người nơi tuyến đầu rất là nhiều. Mình thực sự là rất là may mắn khi chưa có vướng vào những hoàn cảnh khó khăn. Cái lúc mình còn khỏe mạnh, mình có thể cống hiến được gì, mình có thể làm được gì thì mình hãy cùng góp sức với tất cả mọi người, và nhất là những người nơi tuyến đầu, để cùng mang lại niềm tin giúp cho thành phố mình mau hết bệnh, người dân thành phố lại trở lại với nhịp sống sôi nổi như ngày nào. Và chính vì những cái suy nghĩ đó của em, trong lòng em như thế, cho nên là em đã tham gia vào đội tình nguyện viên nghệ sĩ. Thực sự thì em cũng đã hoạt động các cái chương trình thiện nguyện với các tổ chức hay cá nhân cũng rất nhiều, nhưng mà Nhà Văn hóa Thanh niên cũng là có rất nhiều những hoạt động ý nghĩa về công tác đoàn hay là công tác vận động về thanh niên. Thì chị Quỳnh Hoa là một người rất là thân, chị cũng đã đứng ra để kết nối tất cả các nghệ sĩ. Và khi có được một cái môi trường mà mình cảm thấy tin tưởng như vậy thì mình cứ dốc hết sức mình làm thôi. Từ một cái nhóm tình nguyện ít nghệ sĩ, nhưng mà bây giờ thì cái số lượng đăng ký tham gia thì lên con số vài trăm rồi. Trong đó thì có các ca sĩ, nghệ sĩ, rồi các đạo diễn. Và lúc đó thì ai cũng khoác lên mình một cái màu áo tình nguyện, bộ đồ bảo hộ. Mình cảm thấy là khi mà hoạt động được trong cái nhóm tình nguyện này, đến với các bệnh viện dã chiến để tặng quà cho các y bác sĩ, hay là hát cho các bệnh nhân F0, F1 ở các khu cách ly, thì mình cũng cảm thấy là mình đã làm được phần nào nhỏ bé thôi, một chút nhỏ bé thôi, đóng góp vào cái việc mà phòng chống cũng như là tuyên truyền, góp cho cái tinh thần của mọi người thêm vững vàng hơn. Khi chúng ta không còn mặc những bộ đồ lộng lẫy trên người để lên sân khấu, và chúng ta tất cả ai cũng mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh giống hệt như nhau như vậy, thì tất cả mọi người cùng làm một công việc, đó là cùng nhau phòng chống dịch. Em có thể chia sẻ cho mọi người biết rằng khi em đến với tâm dịch, công việc của người nghệ sĩ mình làm ở đó cụ thể như thế nào? Quả thật là em cũng có một chút lo lắng, bởi vì là tới những cái nơi đó thì cái khả năng lây nhiễm cũng rất là cao, và rõ ràng là người thân mình đôi khi mình cũng phải giấu, nhưng mà khi mà đến nơi rồi thì mình lại càng cảm thấy là cái nỗi lo đó nó cũng rất là nhỏ bé thôi. Bởi vì ban tổ chức cũng như là các cái nhóm tình nguyện đã có một cái sự chuẩn bị về an toàn rất là tốt, vì thế cho nên là mình chỉ việc yên tâm cống hiến. Trong quá trình mà tới đó thì không chỉ có các nghệ sĩ, diễn viên tới tặng quà, mà còn có các mạnh thường quân, cũng như là có những người đóng góp theo cái khả năng của mình. Người tới thì sẽ giúp cho các bác sĩ làm đẹp nè, cắt tóc cho các y bác sĩ nè. Và em vẫn còn nhớ cái giây phút khi mà cái nhóm cắt tóc tới á, thì các y bác sĩ mừng lắm, bảo mấy tháng rồi chưa được cắt tóc, tóc dài quá trời rồi. Trong cái lúc cắt tóc thì có rất là nhiều các bạn trai tình nguyện xin phép được xuống tóc để tiện cho cái việc chăm sóc bệnh nhân. Và những giây phút đó thì em không thấy những cái sự gọi là buồn hay là bi quan, mà chỉ thấy trong ánh mắt của những người xuống tóc đó là một cái niềm tin
và một cái sức trẻ làm cho mình khi mà mình tới đó mình lại được truyền động lực, mình lại cảm thấy rằng là những con người này họ đã dấn thân ngày đêm không có quản cả cái tính mạng mình nữa để giúp đỡ cho các bệnh nhân. Đây chính là những cái bông hoa giữa đời thường. Với em thì đó chính là những người hùng bằng xương bằng thịt mình nhìn được rõ ràng nhất. Em đến đó với tư cách là một ca sĩ làm tình nguyện viên, tham gia hết tất cả những công việc mà một người tình nguyện viên có thể làm. Em cũng đóng góp tiếng hát của em vào trong cái chương trình để phục vụ cho những người ở trong khu vực cách ly. Em đứng trên một cái sân khấu không có ánh đèn, không có âm thanh ánh sáng. Cái cảm xúc của em như thế nào khi em nhớ lại những lúc mình đứng trên những sân khấu hoành tráng với âm thanh ánh sáng hiện đại và tỏa sáng như thế? Em choáng ngợp trước những cái sân khấu mà ở các cái khu cách ly, vì là cái khoảng cách an toàn giữa bệnh nhân và những người tham gia tình nguyện làm cái khoảng cách rất là xa, và âm thanh thì không có được như là những cái chương trình lớn, đôi khi chỉ có một cái loa cặp kéo thôi. Nhưng mà mình muốn gửi gắm lòng mình qua tiếng hát đến tận những cái nơi cách xa hàng chục mét như một lời nhắn nhủ yêu thương, thì tất cả các ca sĩ như chị Phương Thanh hay là anh Tạ Minh Tâm và tất cả các nghệ sĩ tham gia thì em đều thấy là họ đều hát bằng cái lửa trong tim, hát bằng 200% cái khả năng của mình. Chỉ mong rằng là những tiếng hát ấy sẽ chạm đến ở những cái cánh cửa xa xa kia, những cái vẫy tay đó, cái tự khích lệ để cho mọi người vững lòng để mà chữa bệnh cho tốt. Em chỉ đến đó để hát thôi hay là em còn làm những công việc nào khác? Dạ thì em tới em làm cửu vạn em làm bốc vác và nếu như mà phụ được cái việc gì á thì em cũng sẽ cùng với nhóm tình nguyện viên để phụ. Bây giờ thì trong nhóm tình nguyện viên nhà văn hóa thanh niên thì em thấy được ai cũng trở thành bác sĩ hết rồi, bởi vì là kỹ năng của mọi người bây giờ đã lên mức thượng thừa, là có thể lấy mẫu test nè, hoặc là làm những cái công việc mà văn phòng như là nhận đơn rồi chốt đơn để giao hàng. Thì đây là những cái điều mà em cảm thấy vô cùng là trân quý những người đã tạo ra những hoạt động ý nghĩa này. Có những lúc mà em tới thì có những người con gái, các y bác sĩ thì có yêu cầu em cắt tóc. Nhưng mà thực sự thì nói về khả năng cắt tóc thì em không phải là chuyên môn của mình. Nhưng mà các bạn nói không sao, có anh cắt thì kiểu gì cũng được. Thật nhân lúc đó em cũng liều mình em cắt. Thì đó là những cái kỷ niệm mà rất là vui. Và mình cảm thấy được là qua mỗi chuyến đi thì mình lại càng trân trọng hơn những cái sự hy sinh của những người nơi tuyến đầu. Thành phố mình thì luôn luôn là như vậy, hào sảng, ngập tràn yêu thương. Ở mọi lúc, mọi nơi, khi mà chúng ta khó khăn thì chúng ta lại càng nhân lên cái lòng nhân ái. Và đó là cái điều mà em cảm thấy là mỗi ngày mình sống thì mình đều mong muốn được làm những cái điều gì ý nghĩa cho thành phố này. Khi đã làm tình nguyện viên rồi thì không ai còn là nghệ sĩ nữa rồi. Khi em làm những cái việc mà nó không thuộc về chuyên môn của em như vậy, em có cảm xúc như thế nào? Thực sự thì nó cũng là một cái sự khám phá mới về khả năng của mình. Em thì em luôn luôn nghĩ rằng là ngay lúc này thì mình không phải là vai trò chỉ là ca sĩ, nghệ sĩ nữa, mà mình là một chiến sĩ xung kích để làm sao mình góp sức cùng xã hội, cùng mọi người mang lại một cái niềm tin vào cuộc sống. Đây là một cái cảm xúc mà em cũng đã từng có. Ví dụ như là những lần mà em đặt chân đến những cái quần đảo xa xôi, Trường Sa cũng vậy, thì em cũng luôn luôn đặt mình là một chiến sĩ, là một công dân. Khi chúng ta đến đó thì chúng ta làm điều gì cho các chiến sĩ, góp được cái điều gì? Thì hơn hết, người nghệ sĩ thì vẫn là những tác phẩm và truyền tải cái tinh thần để cho mọi người vững tin hơn. Dạ, em đi như vậy là em đi mỗi ngày hay là nhóm họ gọi em mới đi? Dạ, tức là lịch trình thì sẽ dao động và tùy nghệ sĩ nào có thể tham gia được trong từng đợt. Và thường thường thì chị Quỳnh Hoa sẽ kết nối trước, trong cái công việc của mình sắp xếp được thì mình sẽ tham gia. Vậy cho chị hỏi thêm nè, cái cảm xúc của em như thế nào khi mà mình mặc một bộ đồ bảo hộ, mình đeo khẩu trang hoặc là mình đeo cái kính trắng giọt bắn, rồi làm sao em hát và khán giả thì ở xa như thế, thì những cái phản ứng của khán giả dành cho mình quá khác đúng không? Mỗi lần mà hát mà đeo cái khẩu trang là một cái điều vô cùng khó khăn, lấy hơi rất là khó chị ơi, nó bị thiếu oxy rồi đó. Đôi khi mình lấy hơi nó không có được sâu, cái lời hát thì đôi khi nó sẽ không có thể mà thoát ra cái hơi tròn vành rõ chữ như là mình không đeo khẩu trang. Đó là một cái trở ngại. Bên cạnh đó thì mình khoác lên bộ đồ thì lúc đó nhìn ai cũng giống như là chú gấu Misa hết ạ. Nhìn nguyên cái nhóm tình nguyện ai cũng giống như ai cũng giống ai, không nhận ra nhau, có nghe giọng nói thì mới có thể đoán ra là ai thôi. Mỗi lần mà hát xong thì vô cùng là mệt. Nhưng mà mình cảm thấy là tay chân của mình cũng ướt hết.
cả bộ đồ cũng ướt đầm mồ hôi luôn, thì mình lại liên tưởng đến cái khó khăn của những người y bác sĩ mà mỗi ngày phải khoác trên mình chiếc áo bảo hộ như vậy trong vòng 4 đến 8 tiếng, kể cả trong cái bữa ăn cũng không có được cởi ra nữa. Thì đây rõ ràng là một cái thử thách vô cùng lớn mình đã được trải qua để mình có thể hiểu rõ hơn, để mình có thể trân trọng hơn. Đối với mình thì lúc đó cảm thấy là tất cả những cái khó khăn nó nhỏ bé giống như hạt cát thôi, không thể so sánh được những cái vất vả của những người nơi tuyến đầu. Đôi khi đang hát ở khu cách ly á, thì phải ngưng lại, có một cái xe đang chở F0 tới, cho nên là mọi người nhớ giữ khoảng cách an toàn, và sau khi chiếc xe đó đẩy cái người F0 vào, bắt đầu chương trình lại tiếp tục. Nhưng mà có một điều vui là những người F0 hay là những người đang ở khu cách ly á, khi mà có nhóm tình nguyện tới thì dường như là họ đang gặp lại người thân vậy đó. Cái cảm giác nó thân thương lắm chị ạ. Họ cũng nhắn nhủ cho mình những cái lời yêu thương nữa. Và trước khi mà đi thì bao giờ mọi người cũng dặn nhau câu là cố gắng nha, cố gắng giữ sức khỏe, hẹn gặp lại sau ngày chúng ta lành bệnh. Như vậy rồi gia đình em sao? Dạ, thực sự thì em sống xa gia đình hơn 20 năm rồi. Thành ra là có những cái điều thì em cũng giấu, không có nói chuyện qua điện thoại để cho gia đình yên tâm hơn. Bởi vì bản thân mình đã chủ động sắp xếp được cái sự an toàn cho mình rồi. Nếu mình nói thì sợ bố mẹ thêm lo. Nhưng mà cũng không tránh khỏi những chuyện, nhiều khi có những cái thông tin ở trên báo đài đưa tin á, gia đình cũng gọi vào nói trời ơi sao dám đi vào những cái vùng tâm dịch vậy. Em cũng tìm cách em giải thích rằng là ở nơi đó thì ban tổ chức cũng đã có một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo về an toàn rồi, về cách ly rồi. Thành ra là mình cứ làm tròn cái bổn phận của mình thôi chứ không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà sau khi mà mỗi cái chuyến đi về như vậy thì em cũng có một cái không gian để cách ly, đó là một cái nhà vườn ở Củ Chi, thoáng, rộng, mình có thể có một cái khoảng cách an toàn cho mọi người. Cho nên là em thấy cái việc này nó cũng rất là nhẹ nhàng đối với mình, và mình có thể cống hiến được, có thể làm được. Cho nên là nơi nào cần thì em sẽ sẵn sàng dấn thân. Không chỉ là các cái nhóm tình nguyện viên của nhà văn hóa thanh niên hay là các quận, ví dụ như quận Thủ Đức có mong muốn kết nối thì em cũng đã tham gia để biểu diễn cũng như là hát ở các khu cách ly ở phía Thủ Đức. Em cũng đi luôn xuống tới với Thủ Đức luôn. Cái mùa này thì cảm thấy vô cùng ấm áp, bởi vì là trong quá trình di chuyển thì mình cũng có những cái giấy phép của bên ban tổ chức. Bên cạnh đó thì mỗi lần mà gặp các chú công an thì biết được cái công việc mình đang phục vụ thì luôn luôn có những cái lời gửi gắm rất là dễ thương, nói là anh nhớ giữ sức khỏe nhé. Vào đó mình mang lại niềm vui cho mọi người, nhưng mà cũng phải để ý đến cái khoảng cách an toàn chút. Thì lúc đó em cảm thấy ai cũng giống như người nhà vậy đó. Mình đi đâu mình cũng gặp được những cái tình cảm thân thương mà ngày thường mình lại không có dịp để hiểu sâu hơn cái chuyên môn của họ. Nhưng mà bây giờ thì mình lại càng cảm thấy yêu mến hơn, trân trọng hơn. Em cũng có thấy được cả những giọt nước mắt nữa, những giọt nước mắt của những người mẹ, những người chị chạy lòng khi mà trong thời gian mà xa cách chồng con. Giây phút đó mình cảm thấy thương lắm. Mình xem đó giống như là những người thân của mình vậy đó, như là những người chị, những người mẹ của mình. Vì là cái khoảng thời gian mà xa gia đình như vậy, biết bao nhiêu là nỗi nhung nhớ, biết bao nhiêu là yêu thương muốn nói. Và những cái giọt nước mắt đó thì mình cảm thấy xót xa vô cùng. Với những người mẹ thì mình dành những bài hát nói về tình cảm gia đình, cũng có những bài hát để khích lệ cũng như là thêm cái niềm tự hào, kết nối tinh thần Việt Nam, như là bài hát Việt Nam ơi và Niềm tin chiến thắng. Tất cả các nghệ sĩ cũng đều xác định một điều là chúng ta đến đây là để truyền cái tinh thần, truyền cái sự vững vàng, cái sự chuẩn bị này đều có được một cái cơ quan chức năng cũng như là Sở Văn hóa khuyến khích để mang lại cái niềm vui tinh thần cho mọi người. Vì thế cho nên là ai cũng hăm hở, ai cũng muốn là hát nhiều nhiều hơn nữa để mà gửi tặng khán giả đang khao khát. Một cái chương trình như vậy tụi em phải đi một lúc là 4-5 cái khu cách ly. Thành ra là mọi người chỉ hát được khoảng 1-2 bài là nhiều rồi. Ngoài ra là mọi người sẽ chọn những bài hát để hát chung với nhau. Những giây phút mà nhìn thấy khán giả đứng phía xa xa vỗ tay hòa theo giọng hát, vẫy những cái vẫy tay đó, em cảm giác giống như là dù là một số ít thôi nhưng mà trong lòng mình đang nhân lên thành con số hàng chục ngàn khán giả. Lúc đó mình thấy quý lắm, thấy thương quý và
ai cũng cố gắng thể hiện bằng hết khả năng của mình để gửi gắm niềm thương đến những khán giả đang ở phía bên trong. Em tin rằng là sau cái đợt dịch này thì cái tình cảm của con người với con người lại trở nên gắn kết hơn bao giờ hết, và chúng ta lại trân trọng nhau, trân trọng cái chuyên môn, trân trọng những cái người đã dấn thân vì bình yên cuộc sống, vì sức khỏe của mọi người. Nên chị thấy trong tháng này bắt đầu là mưa lớn dữ lắm. Như vậy khi đội thiện nguyện cũng như tình nguyện viên nghệ sĩ mình đến phục vụ cho khán giả, họ ở trong những cái tòa nhà cách ly á, thì các em đứng ở ngoài trời và hát như vậy, các em có bỏ diễn không hay là đứng hát ngoài mưa luôn? Với bản thân em thì xem đó là thử thách, mà thành ra là mình rất là hào hứng, bởi vì là mình đã đến đây rồi, mình đã hình dung được cái vất vả của các y bác sĩ rồi. Thì trời mưa có chút, có thấm tháp gì đâu. Mình đã mang một cái tấm lòng nhiệt huyết rồi, thì cho dù có bão thì mình vẫn biểu diễn. Vì khán giả đang rất là mong có một cái nguồn để tiếp thêm tinh thần, tiếp thêm động lực, cũng như là những cái lời nhắn gửi. Khi mà em đi á, thì bao giờ những fan của em hay là khán giả ở nhà cũng hay gửi dùm lời nhắn. Anh giữ sức khỏe nhé, rồi anh vào đó thì anh nhớ nhắn giùm em những cái người ở khu cách ly là giữ sức khỏe, rồi hãy vững tin. Em có một kỷ niệm khi mà em tới một cái khu cách ly ở quận 4, thì em được biết là ở đó cũng có những fan của mình, có khán giả của mình nói là anh ơi em bị F0 rồi, nhưng mà em không có dám nói tại cha mẹ ở quê em sợ là cha mẹ lo rồi đổ bệnh, em chỉ nói riêng với anh thôi. Nên là khi mà đặt chân đến đó biểu diễn thì điều đầu tiên em cảm thấy vô cùng là xúc động, khi những người fan mà mình xem là thân thương lắm cũng gặp phải những hoàn cảnh khó khăn thì mình phải làm điều gì. Hôm nay thì nhận được tin vui là em đã được xuất viện và trở về bình an khỏe mạnh. Những cái giây phút đó mình thấy trong tim mình nó lại dâng lên một cái cảm xúc rất là khó tả, giống như là người thân của mình đã được bình an trở về. Thì em cũng chỉ mong được là tất cả các bệnh nhân ở trong khu cách ly cũng sẽ được trở về trong vòng tay yêu thương với gia đình. Mỗi người chúng ta, một khi mình đã dấn thân vào những cái cuộc chiến như thế, thì mình thấy tất cả mọi người chung quanh mình giống như người thân trong gia đình mình vậy, càng ngày càng gắn kết và yêu thương hơn. Với những cái tình cảm em dành cho đất Sài Gòn này, thì em có thông điệp gì để gửi đến các bạn trẻ? Điều mà em muốn nhắn nhủ đến những người vào thành phố lập nghiệp, chúng ta hãy cống hiến bằng hết khả năng của mình, bởi vì thành phố là một cái nơi giống như là người mẹ thứ hai của mình, luôn rộng mở vòng tay yêu thương để giúp cho những hoài bão, những khát vọng chúng ta trở thành hiện thực ngay lúc này đây. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi con người chúng ta hãy hành động bằng tất cả cái tâm của mình, bằng nhiệt huyết của mình. Hùng tin rằng là thành phố này sẽ là một cái nơi vững vàng nhất để cho các bạn đi đâu các bạn cũng cảm thấy quyến luyến và yêu thương, xem đó là một quê hương thứ hai của mình. Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ đến cái câu: đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Đây Việt Nam yêu dấu, ta đồng lòng tiến lên. Từ em bé tới cụ già, từ nông thôn đến thành trì, từ miền núi tới đồng bằng, ta cùng nhau quyết thắng. Đặc tan Covid ra cù, bình yên đến khắp nhà nhà, lòng dân tình nước mặn mà, ta hát vang lời. Thì đó cũng là cái phương châm sống của em, để mỗi ngày em cố gắng mình làm điều gì tốt cho thành phố, thì cũng là một cái lời tri ân đến những khán giả đã yêu mến mình, và cũng tri ân thành phố nơi đã chắp cánh cho mình, nuôi dưỡng cho mình để những đam mê và ước mơ đã trở thành hiện thực. Xin cảm ơn Nguyễn Phi Hùng rất nhiều. Chào chị Ngọc Ánh, chúc chị lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Em thì em vô cùng là yêu mến cái năng lượng của chị tỏa ra mỗi lần mà chị đứng trên sân khấu. Hôm nay được trò chuyện với chị đối với em là một cái niềm vui vô cùng lớn. Ngọc Ánh và chương trình Sài Gòn Ta Thương xin cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, và chúng ta có thể theo dõi chương trình Sài Gòn Ta Thương trên kênh YouTube MCV Media vào lúc 20 giờ ngày thứ Năm và Chủ Nhật hàng tuần. Chương trình của chúng ta hôm nay đến đây là tạm dừng. Xin hẹn gặp lại và chào tạm biệt. Chào tạm biệt Nguyễn Phi Hùng nha, hẹn gặp lại em sau. Một nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi nhưng đã làm tình nguyện viên chăm sóc F0 ở trong các bệnh viện dã chiến. Ngọc Ánh xin chào Minh Tuấn. Dạ, chào chị ạ. Xíu hay là có cực nhọc một tí xíu thì cái chuyện đó đối với em cũng cảm thấy bình thường. Và thêm một phần nữa là ba em cũng là bộ đội. Thì cái gia đình của em cách cũng rất là nghiêm khắc, và con cái mẹ cũng dạy dỗ rất là kỹ lưỡng. Thì cái việc mà
giúp đỡ người khác thì là cũng là một trong những cái điều mà ba mẹ em hay dạy dỗ em. Ngoài ra thì đồng cảm với là những bà con nghèo khổ ở đây,